Xin chào anh chị, hôm nay thì Gốm Nhà Tô Ki có một cặp bình rất đặc biệt giới thiệu cho anh chị. Đây là bình đầm quả nho nhé cả nhà, được điêu khắc khắc nổi bên ngoài. Trước đây thì em cũng đã từng giới thiệu cho anh chị những chiếc bình đồng quả nho khác, thì hôm nay cũng là một cặp rất là giá trị và chất lượng giới thiệu cho anh chị mình. Thì những cái bình đồng quả nho thì trước đây em cũng đã giới thiệu về nghệ nhân, đó chính là nghệ nhân điêu khắc đồng nổi tiếng Fumio Asakura nha cả nhà. Thì cũng sẽ nói sơ qua về nghệ nhân này. Đây là một nghệ nhân cũng là nghệ nhân quốc gia về điêu khắc đồng nha. Ông này cũng tương đối là nổi tiếng với các bức tượng điêu khắc là size lớn nha cả nhà, về tượng người á. Và trong số đó thì cũng có một những tác phẩm bình đồng này thì cũng rất là đặc biệt. Thì hôm nay cũng như Toki cũng sưu tầm được một cặp nên là cũng giới thiệu cho anh chị mình nhá. Thì anh chị có thể thấy là những cái bình đồng này được khắc, được chạm khắc này ở phía bên dưới cái nền này là được gõ nhá, gõ bên trong, còn bên ngoài những cái lá, những cái chùm nho thì được làm rất là tỉ mỉ tinh tế luôn. Thôi thì lát nữa em sẽ quay cận cảnh nha. Trước tiên thì hai chiếc bình này cũng có chiều cao xem xem này. Thì anh chị cũng có thể dùng những chiếc bình này để trưng hai bên bàn thờ hoặc là hai bên tủ hay là hai bên cửa thì nó cũng tương đối là phù hợp. Đặc biệt là những cái ngày lễ Tết như thế này thì mình cũng có thể dùng để cắm những cái cành đào á, cành mai nho nhỏ xinh xinh trang trí trong ngôi nhà nhá. Những chiếc bình này thì chiều cao hơn 20 một tí xíu nhá, tầm 21 cả nhà. Chiều cao hơn 20 một tí xíu. Còn về phần vòng bụng thì em cũng sẽ đo tương đối cho anh chị luôn. Vòng bụng thì thực sự là tại vì nó có mấy cái đắp nổi bên ngoài nên mình không thể đo chính xác được. Cái bình này thì đâu đó rơi vào khoảng 70 nha. Còn bên này nếu mà em mà đo tùy cái cách mình đo thôi cả nhà. Cái này đây rơi khoảng 72 này. Đấy là mình đo cái chỗ mà lớn nhất nha, nó cũng có lồi ra bên phía bên ngoài này nữa. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ quay cận cảnh những cái bình này luôn nha. Thì đây trước tiên em giới thiệu cho anh chị bình này. Có thể thì hơi bên ngoài hơi bụi bặm một tí xíu, cái này em mới về cũng chưa kịp vệ sinh nhưng mà về cái vẻ của em nói thì mình chỉ cùng chiêm ngưỡng nha. Những cái lá có những cái đường vân y chang cái lá nho thật luôn cả nhà. Rồi thêm nữa là quả nho này, anh chị có thể thấy những chùm nho sum xê sum túc nha, những cái lá nho dây nho. Những kể cả cái xoắn của tua nho này người ta cũng làm rất là tỉ mỉ công phu nha. Đây đây là xung quanh, đây là phía bên dưới nha, chuyện ký đầy đủ luôn này cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ coi sơ qua chiếc bình bên này nhá. Cái bình bên này á, thì ở bên trong đây người ta cũng còn làm thêm một cái ống đồng như thế này để cho anh chị có thể cắm hoa nhá. Mấy cái này thì thực sự với cả nhà luôn là cái thời gian nó lâu lắm rồi, lâu lắc lâu lơ rồi đó, nên là sẽ có những cái bình đồng này nhá, nó sẽ oxy hóa là những cái màu xanh này này đó. Nhưng mà về tổng thể bên ngoài, đấy là bên trong thì do người ta cắm hoa đi, còn bên tổng thể bên ngoài thì cái vẻ đẹp của nó vẫn là rất là giá trị nha cả nhà. Đây thôi để mình em dơ sát cận cảnh cái bình này cho anh chị xem này. Đây này, anh chị thấy những cái quả nho, lá nho, chùm nho, rồi những cái lá nhá, cả cái nền nữa này. Đấy, rất là chi là người ta làm rất tỉ mỉ luôn, làm từng cái lá mà đến cả cái vân nó cũng thật nữa. Đây anh chị có thể xem vào những cái vân lá này trông cực kỳ thật luôn. Mà cái bình này tương đối là nặng, em mà nhấc một tay lên thì em lại nhấc không được cả nhà, nên là em có phải vừa chỉnh máy vừa nhấc tay á. Đấy, anh chị thấy không, phía trên này và phía xung quanh phía dưới này đó, bên dưới cũng có chuyện ký nữa này đó. Cái này thực sự nếu mà như là em có về em phủ bụi đi một tí xíu thì nó sẽ mới hơn, nhưng mà về cơ bản thì đây là những chiếc bình rất là xưa rồi nên là em muốn để sao có sao bán lại cho anh chị mình nguyên vẹn nha. Đó rồi nha, những cái lá nho chùm nho này á thì người ta bên Nhật người ta cũng sẽ mang cái ý nghĩa, bao hàm ý nghĩa rất là tuyệt vời cả nhà. Đây lá nho chùm nho tượng trưng cho sự sung túc đủ đầy nhá cả nhà, sung túc đủ đầy này đó, rồi thêm nữa là thịnh vượng nhá, và đặc biệt là chất liệu bằng đồng thì nó gọi như là cũng vĩnh cửu rồi cả nhà. Mặc dù như chiếc bình này cực kỳ xưa nhá, nhưng mà gọi như là vẻ đẹp và mọi thứ thì đều còn trường tồn, thì cái này cũng tượng trưng cho sự hạnh phúc đủ đầy này, trường tồn nha. Thì hôm nay cũng có cặp bình này giới thiệu cho anh chị. Anh chị có mong muốn giao lưu thì cũng có thể liên hệ với Gốm Nhật Toki qua số điện thoại Zalo nha, 0901112334. Rất là cảm ơn anh chị. Và một lần nữa thì Gốm Nhật Toki xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của Gốm Nhật Toki.